Rồi, xin chào anh em nhé. Nay bên Đức Bình review cho anh em cái bi tê của con Matip 3 nhé. Nhân vật chính của chúng ta đây. Quay từ từ cho anh em xem kỹ nhé. Quay 3 chiều cho anh em hình dung rõ ràng mã sản phẩm chúng ta đây nhé. Anh em cần gì cứ Zalo cho anh Bình nhé. Xin chào anh em.